Điện thoại đẹp nhất, âm thanh tốt nhất, truyền dữ liệu nhanh nhất, tất cả đều đúng. Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2019 và chúng tôi vừa về được một chiếc máy sới Kubota TMA4. Cái tên thì chắc chắn là cũng đã nói lên được cái công suất của nó. Chiếc này có công suất là 4 HP. Và nếu tôi không nói chiếc máy này là chiếc máy nhật bãi đã qua sử dụng thì chắc chắn ai cũng nghĩ rằng đây là chúng tôi đang review một chiếc máy mới. Và thật sự với các bạn luôn, đây là một chiếc máy nhật bãi đã qua sử dụng. Và hàng này là hàng nhật nguyên chiếc các bạn nhé. Các bạn nhắc đến Kubota, nó là một cái thương hiệu hàng như là gần như hàng đầu trên thế giới, tới từ Nhật Bản, chuyên về các cái dòng máy nông nghiệp, phục vụ trong nông lâm nghiệp rồi. Nên là các bạn không phải bàn tán quá nhiều về chất lượng của Kubota TMA4. Và khẳng định với các bạn luôn, hàng này là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, nhật nội địa. Nên là cái chất lượng của nó thì quá là đẳng cấp luôn. Nhất là nó rất là đẹp, máy cực kỳ mới. Và thứ hai, nó còn có thương hiệu Kubota nữa. Nên là các bạn không cần phải quá bàn cãi về cái chất lượng. Thứ hai là chiếc máy này nó hơn những chiếc máy khác, thì các bạn có thể thấy được nó có kèm bánh xe để di chuyển ở những cái địa hình khó. Và đặc biệt luôn, các bạn có thể thấy được cái bộ lên luống zin của máy. Cái bộ lên luống này thì các bạn tìm mỏi mắt ở thị trường Việt Nam mình sẽ không có đâu, vì hàng này nó là hàng Nhật mà. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ đi vào chi tiết để các bạn có thể thấy được kỹ hơn chiếc máy này đẹp như thế nào. Khi nhắc về máy sới thì cái điều đầu tiên chúng ta nói tới là cái động cơ của máy. Thì Kubota nó sử dụng động cơ FE120G có công suất là 4 HP tua vòng chậm. Thì chúng tôi đã làm những cái clip nói về những chiếc máy chỉ có 3 HP thôi mà tua vòng chậm, hàng Nhật Bản, sức mạnh của nó như thế nào rồi. Nếu mà các bạn rảnh, các bạn có thể xem lại những cái video đấy để các bạn có thể thấy được rõ hơn thì sức mạnh của nó như thế nào, cực kỳ mạnh. Chúng tôi sẽ gắn theo cái đường link để cho các bạn có thể thấy được cái sức mạnh của những chiếc máy đấy. Và 4 HP thì nó không hề yếu một tí nào cả. Với dòng máy Nhật Bản tua chậm thì cực kỳ khỏe đáng khác. Tôi khẳng định với các bạn luôn, với sức người thì chúng ta không thể nào mà có thể kéo được, khỏe lại được những cái động cơ 4 HP, 4 nhựa cơ mà. Các bạn biết là một sức ngựa nó đã mạnh khủng khiếp như nào, 4 sức ngựa cực kỳ mạnh. Rồi, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Động cơ này là động cơ FE120 có công suất là 4 HP. Thì chiếc động cơ này nó cùng phân khúc với cả động cơ Honda GX120. Các bạn có thể thấy được máy nó đẹp gần như là xuất chúng. Và thật sự luôn, những chiếc máy này nó gần như mới. Chúng tôi sẽ quay phần chi tiết lốc để các bạn có thể thấy rõ hơn. Đây, mã code của nó thì các bạn có thể thấy được FE120G. Lốc này các bạn có thể thấy này, chúng tôi quay cho các bạn xem. Máy này phải gọi là máy mới chứ không gọi là máy bãi nữa rồi. Ai nhìn lốc thì không chê được điểm nào. Các bạn có thể nhìn bộ phận áo nhựa này, đẹp kinh khủng khiếp, mới tinh. Bộ phận bô này không hờn, không gọn một vết gì nào luôn. Các bạn có thể thấy phần lốc ở bên chạy ra trục cốt tay biên, đẹp xuất chúng. Rồi các bạn có thể thấy được những cái phần như ở cái chân đế, chân càng này gần như là chưa xước sơn, rất là đẹp các bạn nhé. Tem Kubota TMA4 dòng này thì cực khỏe luôn chứ không phải là khỏe bình thường. Máy này thì quá mới rồi. Các bạn có thể thấy được những cái răng phay của nó. Răng phay là chi tiết nó sẽ hao mòn đầu tiên khi các bạn sử dụng một chiếc máy sới. Nó như kiểu cái lốp ô tô, lốp xe của chúng ta ấy. Khi các bạn chạy thì cái lốp bắt buộc phải chạy, và cái răng phay đấy bắt buộc phải cày xuống đất. Mà các bạn có thể thấy được nó chưa xước hay sơn, thì các bạn có thể biết được cái máy này nó tình trạng còn mới như nào. Cái độ sâu của cái máy này nó có khả năng sới sâu tầm 15 phân các bạn nhé. Các bạn có thể thấy những cái trục của nó này rất là đẹp. Chi tiết khóa xăng này các bạn nhìn có thể thấy thật là khủng khiếp. Đây, hộp số gần như là mới tinh luôn. Để kiếm được những chiếc máy như này thật sự luôn với các bạn, chúng tôi phải chi trả số tiền nó quá nhiều, nó sẽ cao gấp những cái chiếc máy này ấy, nó là thuộc máy hệ rồi. Nhưng mà để mua được những chiếc máy đẹp như thế này ở những cái lô máy đấy thì chúng tôi phải chi trả ra số tiền nó vượt trội hơn so với bình thường. Và tất nhiên rồi, giá để cho các bạn sở hữu được chiếc máy này nó sẽ cao vượt trội hơn so với cả những chiếc máy thường. Vì máy đẹp thì nó chỉ ít như này thôi, nó không có nhiều.
Do đó các bạn mua những chiếc máy này giá nó sẽ cao vọt luôn. Nhưng mà để cái chất lượng nó nhận về thì các bạn hoàn toàn cảm giác nó xứng đáng từng đồng tiền, nó vẫn rẻ hơn những chiếc máy OEM. Các bạn lên thị trường mua những chiếc Honda, máy sửa đất Honda OEM ấy, của mấy cái đơn vị Việt Nam mình OEM ấy, lắp ráp động cơ Honda mà giá cũng đắt thép luôn, toàn 17-18 triệu. Để rách thì cũng 14-15 triệu, thì giá con này nó còn rẻ hơn luôn. Các bạn có thể thấy tình trạng máy mới kinh khủng như này. Hàng Nhật nội địa đây, các bạn có mua thì chúng tôi cho kèm luôn cả lốp này, các bạn có thể thấy được càng này. Rồi là cái cho kèm luôn cho các bạn cả cái xẻ luống này, lên luống này. Các bạn thấy lên luống trước này mà ai mua được thì tôi đảm bảo các bạn là không bao giờ hối hận. Ở trong số kỹ thuật đây thì các bạn có thể lấy được cái tem này, DMA4FE120G. Nó ở tua vòng 2,3 kW, ra ở tua vòng 1,1650 vòng. Đây, tối đa của nó là 4,2 PS. Đây các bạn thấy không, số CD của nó 27118. Thực sự những chiếc máy này nó quá đẹp. Số này, 1, số 2 và số mo. Chúng tôi mua được những chiếc máy này, chúng tôi cảm giác rất là phấn khích. Các bạn có thể nhìn chụp hộp số này, kinh khủng. Nếu mà các bạn bảo là mông lại thì các bạn thử mông lại hộ tôi với, không bao giờ mông lại được đẹp kinh khủng như này. Con ốc này các bạn thấy là vàng nguyên. Nếu mà nói đây là máy mới thì chắc hẳn nhiều bác cũng tin. Thực sự luôn, máy này bán mới được chứ không phải là bán bãi. Mới được một chiếc máy Nhật nội địa mà đẹp như thế này thì các bạn dùng thoải mái luôn, không bao giờ biết hỏng còn gì. Và đặc biệt các bạn có thể thấy được ở chiếc máy Kubota DMA4 này, nó có chuyển hướng. Thì các bạn có thể thấy được với cái việc có chuyển hướng thì thao tác của nó sẽ đơn giản hơn. Đây các bạn có thể thấy hai tay chuyển hướng luôn, tay bên trái và tay bên phải. Cực kỳ tiện dụng luôn cho tất cả mọi người có thể sử dụng. Tay ga rất là đơn giản trong việc thao tác, rồi là công tắc. Công tắc của nó thiết kế đặc thù luôn các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn ấn xuống, xoay lên đây, các bạn chỉ cần đập nhẹ xuống, ấn xuống này là nó sẽ chuyển về vị trí tắt rất là an toàn. Ví dụ như kiểu chúng ta trong lúc mà chúng ta hoảng loạn quá, khi máy nó hoạt động không theo đúng quy, đúng cái yêu cầu của chúng ta, chúng ta chỉ cần ấn một cái. Ok, đây là bộ phận cần côn để giúp máy chuyển động, rất tiện dụng. Số của nó thì trước này chỉ có hai số thôi, số 1 và số 2, số mo và số lùi. Khá là ổn định, như thế này cũng đã là thoải mái cho người sử dụng rồi. Máy rất là đẹp, gần như là xuất sắc, xuất chúng. Các bạn thấy bộ sới nó có thêm cả hai cái cây như này để giúp, nhất là giữ cỡ sới, thứ hai là để chống quấn cò, khá là ổn định. Rồi, nếu các bạn muốn mua hàng thì tất nhiên liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 457 099. Vui lòng like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Bình Sơn để liên tục cập nhật những video mới nhất. Giá chiếc này thì thật sự với các bạn tôi sẽ nói rất là rõ ràng, nó không hề rẻ một tí nào cả. Tức là so với máy bãi thì nó không hề rẻ một tí nào, nhưng mà so với một chiếc máy Honda hàng OEM, tức là hàng gọi là động cơ Thái thôi. Còn hộp số thì hộp số tàu ấy thì nó chất và nó đáng giá gấp vạn lần. Vì các bạn bỏ ra số tiền chiếc máy này chúng tôi bán giá 13 triệu. Đấy, nếu mà các bạn cảm giác ai cảm giác hợp lý mà có thể mua được thì các bạn liên hệ với Điện Máy Bình Sơn nhá. 13 triệu các bạn ạ. Còn thật sự luôn chúng tôi nói rằng cái giá máy này là đắt. Vì bình thường những chiếc máy này thì nó chỉ rơi vào tầm 7 triệu, 8 triệu. Nhưng mà thực sự luôn là những chiếc máy này nó quá đẹp. Chúng tôi nhập về cũng giá nó quá cao, chúng tôi phải mua lọc mới được những chiếc máy này gần như là mới. 13 triệu thì các bạn thử tưởng tượng xem, giá máy này nó chỉ ngang với máy châu vàng thôi. Còn việc các bạn cân đối giữa cái máy này nó tốt hơn châu vàng hay không thì các bạn tùy thuộc vào cái quyết định cuối cùng của các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.